Lần trước mình có lên được 4 tướng 5 tiền 3 sao. Wow. Thì có vài bạn comment bảo hên, ăn may, nghìn trận mới có một mà chị đang ghé hơi to. Đọc thì cũng cay lắm nhưng mà ai bảo tại mình ít khoe cơ. Hôm nay đây mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy không hề có chuyện chó ngáp phải ruồi, mà mình thật sự là một master đạo trích. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vào game thôi. Mình có hai thành viên của đội đào hầm ở vòng 1.3 cùng với một giáp, một găng và một cung sau một lượt đi chợ và ba rào quái. Game trở nên căng thẳng vô lờ khi mà 2.1 xuất hiện luôn ba cái lõi kim cương. Các bạn đoán xem ai không cần nghi ngợi gì pick luôn hai sức chọn ấn ạ. Nhưng mà khoan, đừng nôn nóng tâm linh một tí thì chưa mở ra vội, chúng ta phải làm phép đã. Mình chấp nhận ăn đấm ở 2.1 và chờ qua 2.2 mới mở sách. Và một ấn đạo trích. Hai ấn đạo trích, quá tuyệt vời. Cảm ơn đảng và nhà nước, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con để hôm nay con được nhìn thấy 4 đạo trích ở 2.2. Cuộc đời đây là mãn nguyện rồi. Với 4 đạo trích sớm như thế này thì mình cứ đánh chuỗi thua thôi, sợ cái gì đâu. À có sợ đấy, 12.2 mà ông này đã up 5 rồi. Đâm phát con nhà người ta mất 10 máu luôn mà, dã man. Sao đó được. Thế nhưng mà kỹ năng là ở đây. Kỹ năng hô ấn gọi tướng đây này. Một Vi và một Sona. Cho bé Vi vào sân luôn. Lên 5, tầm này thắng cũng được. Đi chợ mình cố nhặt về một tướng 3 tiền với đồ tanh để đủ tiền up 6 kích hoạt mốc cao nhất, 6 đạo trích. Liên tục là những dấu ping chấm hỏi vào đầu, lobby bắt đầu biết sợ rồi đấy. Ai mà tưởng tượng nổi 2.5 đã có 6 đạo trích. Đúng. Thắng nhà admin 3 đạo trích thì mình có hũ bột, khủng cung và búa rèn. Yeah. Nhưng mà tiếp tục thôi chứ 6 đạo trích lấy cái hũ này thì đây sẽ là câu chuyện hài hước nhất lịch sử loài người mất. Thắng cũng được mà thua thì lại đẹp quá. Mình up 6 sớm nhiều chest hơn đối thủ nên là thắng liền 2 round trước quái. Giờ thì mình sẽ bắt đầu hold tiền lại để làm kinh tế chờ comeback. Biết không ạ? Giờ thì đập đá, mình được một giáp và một váy, lắp luôn cái thú tượng cho thầy tu mù. Mong là thua ít chết hơn để mình còn đào hầm sâu tí. Bán cai xa thay lắc vào để eco 30 tiền là 3.1, perfect. Lõi kim cương cùng với sự vội vàng của các nhà hàng xóm thì ai nấy đều mạnh lên hết rồi. Mình thua luôn đấy. Đời thật thì không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu, nhưng mà trong game thì có đây này. Đang tha thiết cần tiền thì Riot đập ngay cái nhà tài phiệt vào mặt. Buồn ghê, muốn từ chối cũng không được. Ảo chó, xe ảo chó. Nắp hầm thứ hai mở ra với 19 tiền và một cái nam châm. Xin phép là đậy lại để có được nhiều hơn ạ. Bởi vì đường lên đỉnh Vinh Quang còn khá là xa nên là mình bán luôn Vi trên hàng chờ cho đủ 60 tiền. Đã chơi là phải chơi lớn, mà muốn chơi lớn thì phải có tiền, phải hy sinh. Đổi lắc lấy Gangplank cầm ấn luôn. Ba chấm ba thì Gangplank cũng lên 2. Và mình gom đủ 70 tiền để sinh những đồng lãi đầu tiên. Ôm nhiều tiền ở cái lobby sống vội này nên là mình cứ ăn đấm liên tục thôi. Round nào cũng 4-5 chest, đau phết đấy. Nhà rất thiếu đam nên là đi chợ mình nhặt vội cây kiếm cầm cây xa. À nhầm, cây xa cầm cây kiếm. Hũ 3 game cho mình 200 bị thành phần, một sách chọn ấn và 4 vàng. Nhưng mà vẫn là quá ít với tham vọng của mình. Tiếp, mới 51 máu đã làm gì mà dém nhở. Hũ 4 là gì ạ? Quỷ thư ánh sáng, gói trang bị on, 3 trang bị thành phần, một búa rèn và một nam châm. Trông thì cũng ra gì đấy nhưng mà đồ này không dùng được nên là thôi tiếp tục phi vụ. Lên 8 thêm cai xa vào, bị đấm đau quá còn 42 máu thôi nên là đoạn này mình cũng dén rồi. Cũng được hũ 4, 3 trên 10 nên là mình tính thua nốt round này thôi, đủ hũ 5 là té luôn. Ai ngờ gặp bố này còn đẹo hơn cả mình. Hàng tanh thì toàn thiếu nhi, có mỗi con Blitz 2 sao. Ở dưới thì Lucian không có đồ hồi mana, lấy gì mà clean nhanh nhà mình được. Thế là mất mẹ đó trích trước round quái như ai đó luôn. Fiddle stick với 1% ở level 7 C Hello là mình rất bất ngờ. Bế luôn vào sân chứ còn gì nữa. Nice. Trận này Riot sợ mình thiếu tanh hay sao á. Round đá rớt cái thú tượng xong bầy sói lại cho cái giáp gai nữa. Má ơi, này thì tức chết. Vòng chọn lõi cuối cùng là nâng cấp anh hùng bậc 3 tiền và 4 tiền. Có Samira thật đấy nhưng mà liều ăn nhiều này không giải quyết được tình trạng thiếu đam trầm trọng của team mình. Nên là mình vừa khấn vừa roll để kiếm Samira còn lại nhưng mà nó không ra. Thấy mùi top 8 còn nguyên đâu đó rồi. Thôi đành lấy Velvet khát máu. Có gì thì dùng nó carry sau khi nổ hũ vậy. Okay. Ờ nhưng mà sao cái hũ 5 này nó dữ nhỉ? 64 tiền với 200 bị thành phần và 300 bị hoàn chỉnh. Mà chỉ còn một round nữa thôi là có hũ 6 rồi. Thôi thì chịu đau thêm tí nữa đi. Tiếp tục, mình up 8 roll nhẹ để thua thêm một round. Mà nó ra luôn fit đồ 2. Cái game gì mà cứ mẹ lúc thì khóc lúc thì cười lẫn lộn hết lên. Có bù nhìn 2 sao thật đấy. Nhưng mà đúng là nó chỉ là bù nhìn thôi. Velvet và fit đồ không một mảnh trang bị. Những tướng còn lại thì chỉ để kích hệ. Lượng sát thương gây ra là không đủ. Team bạn với 4 rút súng nhanh dễ dàng dọn dẹp đi cả lũ.
Phi đồ cố gắng ulti hạ gục đi một vài chết để thủy thần mất ít máu hơn, nhưng mà thua, còn 15 máu thì đủ để té ở đấy. Ôi dồi ôi, ánh sáng nơi cuối con đường đây rồi, 170 vàng lấp la lấp lánh ở cái khu 6. Của ta tất, của ta tất, áp 9 luôn. Cầm tiền trong tay thay đổi giang sơn cho đội đào hồng nghỉ hưu hết. Thay toàn bộ bằng tướng 5 tiền luôn. Roll như chưa bao giờ được roll. U God 2, Nunu 2, Bù nhìn 2, thay máu đội hình luôn. Nhìn đội hình chất lượng như này thì ai cũng nghĩ là thắng đúng không? Nhưng mà không các bạn ơi, mình gặp ngay nhà Lập Lăng này. Dàn tướng 5 tiền của mình tuy là tay không ra trận nhưng mà nội tại đắt giá, nhòm cái đã kết liễu gần hết đội hình của đối phương rồi. Quay lại thấy Lập Lăng còn nguyên. Bà này có sức chống chịu của quyền năng ánh sáng cộng thêm là sự phục hồi từ admin và hacker. Rồi luôn bậc thầy ảo thuật một mình cân năm, liên tục là những ấn ác ý tung ra hạ gục đi mục tiêu xung quanh nó. Mình thua còn có 9 máu, tí thì chết ạ. Cũng may là tuần vừa rồi Ugot hack về cho mình khá đồ, mỗi tội là toàn kiếm. Thôi thì lượt đi chợ này mình xin cái gậy về lắp đồ cho Modder. Okay. Lúc này thì nhìn lại top 8 còn nguyên nên là mình sợ vãi luôn. Ron bán sống bán chết, Nunu 2, Syndra 2, Modder cũng lên 2 và mình có 6 Fiddle Stick cộng với cả 5 Ugot. Tầm này thì Modder là chủ lực sẽ gánh đam cho team mình nên là mình cho nó đồ luôn. Găng này, diệt này, thêm một ít phục hồi từ huyết kiếm nữa. Bốn chấm sáu mình bỏ luôn Belvet chấp lõi thay bằng Zana đa dụng có hiệu ứng khống chế và búp từ thời tiết ngon. Mình hoàn thiện đội hình Exodia 5 tiền không thể hạ gục. Ở hiểm họa son 4.7 thì mình có những mảnh đồ không thể đẹp hơn, một gậy và một nước mắt. Có luôn Sojin và mũ phù thủy cho Ugot để hack nhiều hòm châu báu hơn. Tầm này thì nhà mình out chính lobby rồi, các bạn chắc đã khóc ấy. Tiếp tục roll thì mình bắt được 5 Nunu, 6 Ugot và 7 Fiddle. 40 tiền là quá đủ để mình roll cho một con 5 tiền lên 3. Và đây rồi chiến tướng đầu tiên mang tên Ugot. Nạn nhân đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ của vị thần này là con cưng Kai'Sa rút súng nhanh, một con bài khá rác ở meta hiện tại. Thế nhưng mà tầm này ai cứu nổi Kai'Sa đây ạ? Ugot với Sojin ra skill ngay lập tức khiến cơn sóng bao phủ toàn bộ bàn cờ, cuốn cho đội hình đối phương và trả về cho mình toàn là châu báu. Ugot dắt vàng cùng đồng bọn tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho lobby. Mình đi chợ nhắm mắt nhặt bừa vì những trận đấu bây giờ chỉ còn là thủ tục mà thôi. Dương chất đầy nhà còn không có chỗ để mà nhặt kia kìa. Uầy, thì ra đây là cảm giác của những kẻ vừa giàu vừa mạnh, một tay trên trời. Mình tiếp tục roll và có được 8 Fiddle, 7 Nunu, 6 Zana và 6 Modder ở 5.6. Biết ra ngoài. Khi mà cuộc chơi chỉ còn lại hai người thôi thì bạn kia rất tâm lý hỏi muốn roll tiếp hay là tao GG. Eo ơi dễ thương. Phải mình nhá, mình gặp mấy cái thằng nổ hũ roll 5 tiền 3 sao là mình GG nó tức chơi rồi đấy. Người thảnh thơi thì thường sống tàn ác mà. Hạ gục Morgana có 50 vàng nên là mình roll nốt để tìm những gì còn thiếu. Và đây rồi, Fiddle thứ 9 lấp la lấp lánh xuất hiện. Nhưng mà mình phải để nó ở ngoài để không đấm người ta đau quá và có cơ hội roll tiếp. Sau combat mình tiếp tục roll thì con Nunu cuối cùng xuất hiện nhưng mà mình không bắt vội. Với 27 máu ở 6 chấm thì người anh em chưa thể đi luôn được đâu. Vấn đề chỉ là lượng máu ít ỏi hấp hối đó thì có thể chờ mình lên được bao nhiêu con tướng 5 vàng 3 sao mà thôi. Combat đấm vỡ một đối thủ thì mình có ít tiền để mua về Nunu 3. Sau đó thì là Zana thứ 8 và Zana thứ 9. Vì quá muốn Modder lên 3 nốt nên là mình bán cả Ugot đi để roll nhưng mà không ra. Thời gian đã hết rồi, rất tiếc là Modder Kaiser không thể cống hiến cho cuộc chơi này. Không sao, chúng ta đã có một game đấu quá tuyệt vời với 4 tướng 5 vàng 3 sao. Mà bao nhiêu điểm 9, điểm 10 môn văn của mình cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của giây phút này. Các bạn có đang xem mà rưng rưng nước mắt thì cũng đừng quên ấn like và comment nắng quá đỉnh nhá. Mình check từng cái comment một đấy, mình chân thành cảm ơn ạ.